thì chúng ta thấy một điều là đời ông, đời bà, đời cha, đời mẹ chúng ta cũng tiêu dùng, và cả một cuộc đời chúng ta cũng tiêu dùng tới mấy chục năm nay rồi. Nhưng mà đặt một cái câu hỏi rất lớn là chúng ta tiêu dùng như vậy, chúng ta đã kiếm được những cái nguồn thu nhập thụ động từ việc tiêu dùng đó hay chưa? Rõ ràng là chưa. Và ngày hôm nay khi chúng ta tham gia vào dự án tiêu dùng thông minh này, bản thân mình chính là một người khách hàng đầu tiên, là người khách hàng trung thành nhất của mình khi mình có một cái doanh nghiệp, một cái cửa hàng kinh doanh với tập đoàn Amway. Và có nghĩa rằng gia đình anh chị cũng sẽ là khách hàng đầu tiên của anh chị. Thì chúng ta thấy được điều gì tuyệt vời trong cái việc tiêu dùng này? Khi chúng ta có mã số kinh doanh, mã số nhận phối, chúng ta lại mở cho mẹ của mình một cái mã số khách hàng, và gia đình của mình tiêu dùng vào cái mã số khách hàng của mẹ mình, thì ngay lập tức ngoài cái chuyện mình được giảm 15% ra, thì mình còn được nhận 10% tiêu dùng hàng tháng được chuyển tiền mặt vào tài khoản ngân hàng của mình nữa. Thì cái điều này á, nó là giải quyết một cái vấn đề mà mình thấy toàn bộ xã hội Việt Nam mình chưa ai, chưa có dự án nào hoặc chưa có công việc nào mà chúng ta làm được cái điều tuyệt vời này. Có nghĩa là chính mình tiêu dùng mà mình cũng được nhận thu nhập hàng tháng từ cái việc tiêu dùng đó. Vậy rõ ràng chúng ta chưa cần phải bán hàng, chưa cần phải tuyển dụng, chưa cần phải làm cái gì lớn lao cả. Chỉ cần đánh răng là đã có thu nhập rồi. Vậy thì mình tin chắc rằng ai cũng làm được hết. Cho nên anh chị hãy kiểm chứng lại xem, nếu mình làm được, Phụng làm được và rất nhiều bạn ở đây làm được, thì các anh chị là người mới, các anh chị thấy rằng là cái điều kiện để thành công với Amway, để kiếm được tiền với Amway, nó có đơn giản không anh chị? Ở đây trong số anh chị, bao nhiêu trong số anh chị biết đánh răng ạ? Anh chị hãy comment số 1 cho mình biết bao nhiêu trong số anh chị biết đánh răng ạ. Và mình khẳng định 100% luôn, anh chị nào biết đánh răng và áp dụng vô dự án tiêu dùng thông minh thì đánh răng mỗi tháng cũng có tiền. Anh chị đồng ý không ạ? Vậy thì ở đây nếu anh chị 100% biết đánh răng thì khẳng định luôn là 100% anh chị đều kiếm được tiền khi mới ký hợp đồng đầu tiên với công ty và đánh răng là đã có tiền rồi. Anh chị thấy có tuyệt vời không ạ? Điều kiện như vậy anh chị làm được không ạ? Ok, điều kiện như vậy anh chị rõ ràng là làm được phải không ạ? Điều thứ hai mà mình muốn nói với các anh chị suy nghĩ kỹ ra đi, chúng ta có cần nó hay không? Và ở đây khi anh chị tham gia dự án tiêu dùng thông minh thì mình định vị rất là lớn các anh chị, ước mơ của mình rất là lớn. Các anh chị suy nghĩ nhé, bản thân ở đây chữ ABO có nghĩa là Amway Business Owner, tức là một cái nhà doanh nghiệp độc lập. Và công việc kinh doanh của chúng ta là làm sao để tạo ra nguồn thu nhập thụ động, có nghĩa là chúng ta giúp đỡ nhiều nhà doanh nghiệp độc lập khác hiểu và biết cách xây dựng kinh doanh với Amway. Và mỗi một người mà chúng ta giúp được họ lên được 21% thì công ty sẽ trả cho mình tiền hoa hồng lãnh đạo là 6%. Tương đương một nhóm như vậy, một người mà được chúng ta giúp đỡ như vậy là mỗi tháng chúng ta nhận 16 triệu các anh chị. Các anh chị tưởng tượng khi chúng ta giúp được một người thành công thì chúng ta có một căn nhà cho thuê trị giá là khoảng 8 tỷ đồng, mỗi tháng ta nhận thu nhập thụ động là 16 triệu. Nhưng mà nếu như chúng ta giúp cho 10 người thì mỗi một tháng chúng ta sẽ nhận được là 160 triệu. Nhưng ước mơ chúng ta phải lớn. Chúng ta là một cái nhà nhượng quyền cái mô hình kinh doanh này trên cả nước. Chúng ta có thể phát triển ra 100 cái đại lý, 100 người cũng phát triển dự án tiêu dùng thông minh giống như mình là 100 ABO, thì chúng ta sẽ có thu nhập của 16 triệu nhân 100 là mỗi tháng chúng ta có thu nhập 1 tỷ 6. Nói tóm lại cái vấn đề ở đây mình nói với các anh chị rằng là mình muốn kiếm bao nhiêu tiền là do mình quyết định, không phải do công ty quyết định, và do cái tầm nhìn của mình và quyết định. Và giả sử mình chưa nói là chúng ta phát triển 100, mà lúc nãy Phụng có đề cập tới một cái vị trí đó là Imoro. Trong dự án tiêu dùng thông minh này, mình muốn giúp cho những người hiểu, yêu và muốn phát triển bắt đầu từ con số 0, không có vốn gì cả, vẫn có thể làm việc được và kiếm được thu nhập dao động từ 75 triệu đến 105 triệu một tháng. Đó là chúng ta tập trung vào giai đoạn 1 là phát triển ba nhóm kinh doanh thành công thôi, ba chân thôi. Là chúng ta sẽ là chính thức là Imoro. Imoro ngoài cái việc có cái thu nhập từ dao động từ 75 đến 100 triệu một tháng, anh chị sẽ mặc nhiên nhận được hai suất đi du lịch của hai vợ chồng đi du lịch vòng quanh thế giới trọn đời miễn phí. Chúng ta không đi nữa, chúng ta để lại cho đời con đời cháu mình đi. Chúng ta có một cái mã số được đảm bảo và kế thừa mãi mãi. Đồng thời chúng ta có một cái cơ hội được tự do thời gian, tự do tài chính, tự do sức khỏe và làm những điều mà chúng ta mong muốn các anh chị. Đó là giai đoạn 1 là Imoro. Sau giai đoạn 1 đạt được Imoro rồi, có thu nhập khoảng 100 triệu rồi, anh chị có thể có mua được nhà nè,
mua được xe hơi riêng nè. Và sau đó mục tiêu tiếp theo của giai đoạn 2, anh chị có thể đặt mục tiêu là trở thành Diamond, trở thành Brown Ambassador, hay là muốn phát triển 100 nhóm là do anh chị quyết định, được không ạ? Đó, thì trong đội nhóm, trong hệ thống của chúng ta là chúng ta có một cái chương trình, đó là Đại hội Thành Công. Đại hội Thành Công là nơi quy tụ những người thành công nhất trong môi trường này, sẽ chia sẻ chúng ta cái kinh nghiệm để làm sao chúng ta đạt được Imoro, làm sao chúng ta đạt được ba chân và giúp đỡ ba chân đó thành công. Và cả cuộc đời này, ba đội nhóm đó sẽ cảm ơn anh chị suốt đời. Vậy thì buổi Đại hội Thành Công của tháng 12 sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 12, 2020. Có bao nhiêu trong số các bạn ở đây mong muốn mình sẽ đạt được vị trí Imoro ạ? Và nếu như anh chị mong muốn đạt được vị trí này, anh chị có sẵn sàng đánh đổi cái sự học tập, thời gian, công sức của mình để đạt được vị trí này hay không? Đó là điều quan trọng. Cũng giống như ngày hôm nay, điều mà mình muốn nói anh chị là anh chị có cần cái điều này hay không? Và cái này nó chỉ dành cho những người cần mà thôi. Còn nếu anh chị không cần, thì cơ hội này không phải thuộc về mình các anh chị. Nhưng mà nếu chúng ta cần, và chúng ta cảm thấy đây là một cái sự nghiệp chúng ta không phải bỏ vốn gì cả, mà chúng ta biến những thứ tiêu dùng trong nhà của mình hàng ngày, hàng tháng, hàng năm để thành một cái nguồn vốn, để tạo ra một cái doanh nghiệp mà có thu nhập thụ động suốt đời và giúp cho tất cả mọi người xung quanh của mình cũng làm cái điều giống như mình, thì đó chính là một cái sự thông minh trong cách tiêu dùng, thì mình gọi là tiêu dùng thông minh các anh chị. Vậy thì á, là ở đây thì Phụng cũng như một số các anh chị ở đây là những lãnh đạo rất giỏi. Nếu như mà chúng ta cần cái điều này thì rất đơn giản, chúng ta sẽ áp dụng những cái công thức thành công, những cái quy trình thành công gồm có 7 bước. Là trong quy trình thành công này, chúng ta sẽ cùng đoàn đội của mình đi tham dự những buổi hội nghị, đó là bước số 6. Và khi chúng ta tham dự buổi hội nghị này, chúng ta mới set cho mình những cái mục tiêu rõ ràng để chúng ta định vị chúng ta đi. Và xin thưa với các chị là mình đã làm kinh doanh em quay được 10 năm. Và tất cả những cái gì khó khăn nhất, những cái gì mà phải phát khoan đường đi, những cái gì mà phải cực khổ nhất, mình đã làm xong hết rồi. Việc còn lại, chúng ta chỉ áp dụng đúng công thức và thành công mà thôi. Được không ạ? Ok, thời gian thì cũng không có nhiều. Mình giao lưu như thế. Và cái điều quan trọng, chúng ta sẽ còn có cơ hội gặp nhau nếu như mà anh chị cần cái cơ hội này. Tại vì mình nói thật là bây giờ có quá nhiều người, người ta đang cần cái cơ hội thay đổi cuộc sống từ chính cái tiêu dùng của mình. Và tất nhiên, những anh chị lãnh đạo sẽ chọn ai để giúp đỡ. Đó là những người thật sự có tâm huyết và thực sự là giống như là có tâm mong cầu, nói được cái lý do tại sao mà em cần phải thành công trước so với người khác, thì anh chị đó sẽ được lãnh đạo tuyến trên hỗ trợ nhiều hơn đó. Và cuối cùng thì mình chúc cho tất cả các anh chị thành công. Và cuối cùng xin tặng các anh chị một câu nói: cơ hội nó giống như một tên trộm vậy các anh chị, nó đến thì trong lặng lẽ nhưng mà ra đi là trong mất mát. Tức là ngày hôm nay từ chối một cơ hội tốt không khiến các anh chị nghèo đi, nhưng mà từ chối một cơ hội tốt có thể làm cho anh chị phải làm việc vất vả đến cuối đời. Đó là tại vì anh chị không có cách tạo ra nguồn thu nhập thụ động nào khác ngoài cái cơ hội kinh doanh em quay tuyệt vời này. Còn nếu anh chị đã có rồi, mình xin chúc mừng. Nhưng ở đây, ở em quay, ngoài nguồn thu nhập thụ động tốt ra thì nó còn có những giá trị khác tiền nữa các anh chị. Đó chính là sự tự do, sự đảm bảo và sức khỏe. Ở bên ngoài khi người ta làm được rất nhiều tiền thì cái cuối cùng người ta lại phải lấy cái tiền đó đi vô bệnh viện mua lại sức khỏe. Nhưng mà bác sĩ cũng không bán sức khỏe cho anh chị, tại vì bản thân bác sĩ cũng cần sức khỏe. Nhưng mà trong môi trường này, đó là chúng ta kinh doanh những sản phẩm bảo vệ sức khỏe, bảo vệ con người, bảo vệ môi trường, và chúng ta đang thực hiện dự án tiêu dùng thông minh nữa. Điều đó cũng đồng nghĩa một việc là chúng ta là người tiêu dùng đầu tiên, có nghĩa là mình bảo vệ sức khỏe mình đầu tiên, sau đó mình mới đi bảo vệ sức khỏe người khác. Đúng không các anh chị? Đó. Thì chúc cho tất cả các anh chị nắm bắt được một cái cơ hội tốt trong tay của mình. Và chúng ta sẽ thành công với cái mục tiêu là Imoro. Bao nhiêu trong số anh chị ở đây đang đặt mục tiêu là Imoro 3 nhánh? Thì hãy comment số 3, tất cả comment số 3 cho mình được không ạ? Chúng ta mong muốn là chúng ta hãy mạnh dạn comment số 3 đi ạ. Ok? Và muốn kể trước khi kết thúc, muốn tặng cho anh chị một cái câu chuyện rất là vui mà có ý nghĩa. Có một chàng thanh niên nọ. Cái chàng thanh niên này anh chị thì rất là ngông nghênh, ngạo mạn và không có sợ thua ai cả. Và chàng thanh niên này nghĩ rằng mình là người thông minh nhất và giỏi nhất, thông thái nhất.
Nhưng mà khi chàng thanh niên này nghe được là bên làng bên cạnh thì có một người còn thông thái hơn chàng thanh niên này nữa, là một ông lão. Và chàng thanh niên này không cam tâm, không muốn là gọi là phải thua một cái ông lão làng bên cạnh. Cho nên chàng thanh niên này đã quyết định sang làng bên cạnh và thách đấu với ông lão này. Và khi gặp được ông lão thì chàng thanh niên cứ một hai đòi thách đấu với ông lão, nhưng ông lão thì không muốn các chị. Ông lão nói thôi, anh là người giỏi nhất cũng được, tôi không cần phải đấu với anh. Nhưng mà chàng thanh niên này anh chị thì một hai phải đòi đấu với ông lão, và nghĩ mình thông thái hơn lão cho nên kêu ông lão là phải ra đề trước, cho ông lão ra đề trước luôn để chàng thanh niên này giải đáp anh chị. Và cuối cùng mà ông lão chịu không nổi cho nên là phải chấp nhận lời thách đấu của chàng thanh niên. Và tiện tay thì ông lão đã thò tay mình vào cái lồng của con chim, và ông ta bắt một con chim và nắm trong cái lòng bàn tay của mình. Và ông ta đã đố với ông lão một câu rất là chân thành, đó là tôi đố chàng thanh niên cái con chim này sống hay chết. Khi mà con chim cầm trong tay ông lão thì ông lão đố chàng thanh niên là con chim này sống hay chết. Thì ngày hôm nay mình cũng đố tất cả các anh chị hãy trả lời thay chàng thanh niên xem là con chim đó sống hay chết ạ. Nếu chàng thanh niên trả lời con chim sống thì ông lão sẽ bóp cho chết. Còn nếu chàng thanh niên trả lời con chim chết thì ông lão sẽ thả cho nó bay đi. Điều này á nói lên một cái ý nghĩa rất là hay trong cuộc sống, đó là cơ hội hay là mọi chuyện trong cuộc sống này nó nằm trong lòng bàn tay của anh chị, là do anh chị quyết định. Anh chị muốn con chim chết thì nó chết, mà muốn sống là sống, thì cơ hội cũng vậy. Anh chị muốn cơ hội này nó chết thì anh chị bóp cho nó chết, mà muốn cơ hội này nó sống thì anh chị để cho nó sống. Vậy thì cơ hội nó đến với tất cả chúng ta anh chị. Cơ hội không thể nào mà rõ ràng 100% được. Nếu mà cơ hội rõ ràng 100% thì không tới lượt chúng ta. Và cái cơ hội nó phải cái kiểu như là người tích cực thì nhìn thấy, trong lúc người tiêu cực thì đang mơ hồ các anh chị. Thì lúc đó mới gọi là cơ hội. Và bây giờ đăng ký một cái dự án, một cái thẻ tiêu dùng thông minh này hoàn toàn miễn phí. Nhưng nếu 2 năm nữa, hoặc mình nói chậm luôn 10 năm nữa, cái mã số này mỗi tháng mang lại cho anh chị 100 triệu đồng. Anh chị cho mình hỏi bây giờ một cái căn nhà trị giá bao nhiêu tỷ thì cho thuê một tháng được 100 triệu đồng. Anh chị dự đoán cho mình coi bao nhiêu tỷ ạ? À? Tiếp ơi, có ai comment là nó bao nhiêu tỷ? Em hãy 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 trả lời với ba anh xem. Dạ, đem coi. Ok. Bao nhiêu tỷ? Có bạn nào làm bất động sản ở đây không ạ? À? Bao nhiêu tỷ thì cho thuê một tháng được 100 triệu đồng? Các số tiền cao quá nên mấy bạn không đoán là được anh ơi. Đúng Phải rồi. hơn 30 tỷ đó anh Bình đây. Yes, mình nói chị luôn. Ít nhất một bất động sản phải hơn 30 tỷ mới cho thuê được một tháng 100 triệu. Vậy thì anh chị cho mình hỏi, có những cái miếng đất mà cách đây 30 năm, 50 năm về trước là cho không, đúng không anh chị? Cho không. Nó giống như là những cái miếng rẫy ở rừng á, là nhà nước cho không, ai lấy được thì lấy thôi. Là kinh tế mới đó, ai phát được thì lấy, là coi như cho miễn phí. Vậy thì lúc đó nó miễn phí phải không anh chị? Nhưng có phải 30, 40 năm sau trị giá của nó là 3, 40 tỷ là cái miếng đất mà hồi trước nhà nước cho mình cho không đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay cái mã số em quay cũng là như vậy, đang được tặng miễn phí. Nhưng có thể 5 năm, 10 năm nữa thu nhập của một mã số đó là 100 triệu đồng. Thì trị giá của mã số đó lúc đó nó sẽ là 30 tỷ đồng, hơn 30 tỷ đồng anh chị. Vậy bây giờ không, nếu như mà cho chúng ta một cơ hội quay lại 30-40 năm về trước thì mình có lấy những cái miếng rừng, miếng rẫy hoặc là những miếng đất mà nhà nước cho không đó hay không? Xin lỗi anh chị, tất cả chúng ta sẽ đều lấy. Tại vì sao? Tại vì chúng ta luôn luôn có những câu trong đầu là giá như, là phải chi rồi hồi đó. Nhưng mà vấn đề nếu như bắt anh chị phải bỏ tiền để có miếng đất đó thì anh chị không có thì anh chị không biết. Nhưng nếu như mà nó cho miễn phí mà anh chị không lấy thì anh chị rõ ràng sẽ vô cùng tiếc anh chị. Thì ngày hôm nay cái mã số này cũng vậy thôi. Bao nhiêu trong số anh chị chưa có mã số và đồng ý lấy cái mã, đồng ý được tặng cái mã số IPO này. Ok. Còn những anh chị đã có rồi, mình cảm thấy mình có tự hào, mình cảm thấy mình có vui vẻ và mình cảm thấy mình có cảm thấy mình là một người rất may mắn, rất hạnh phúc khi mà chúng ta đã sở hữu một cái mã số cũng như một cái kinh doanh tuyệt vời này hay không ạ? À? Ok. Rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã chú ý nghe và theo dõi cái phần chia sẻ của Phụng cũng như Bình, và Bình đánh giá rất cao cái bài OBP của Phụng.
từ kim tứ đồ cho đến dự án tiêu dùng thông minh, rất là chi tiết và rất là tuyệt vời luôn. Và chúng ta hãy dành cho Phụng một chàng số 6 là, hoặc chàng số 68 là Lộc Phát, để dành cho lãnh đạo Phụng đi ạ. Và xin hẹn tất cả mọi người một cái tư duy mới vào tối thứ 6 tuần sau. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục giao lưu với nhau các anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ạ. Dạ vâng, cảm ơn lãnh đạo Trương Văn Bình rất là nhiều ạ. Rất là biết ơn anh đã chia sẻ đến chúng ta một cái cơ hội